Thưa đại chúng, ở trong kinh đó, Đức Phật có kể một câu chuyện ngắn. Câu chuyện kể là có một nhóm người nữ đi bán cá mỗi ngày. Thì một hôm cái nhóm nữ này trên đường về nhà thì gặp một cơn dông mưa to lớn. Thì các vị phải trú mưa và không thể về nhà được. Thì rất may mắn là gần đó có một nhà cho tá túc ngủ qua đêm. Và cái nhà đó là một nhà bán hoa, cho nên ở trong nhà đó cái mùi hoa rất là nồng. Nhưng mà đối với mình thì nó sẽ là thơm. Thì các cô này đi vào trong nhà ngủ, nhưng mà cả đêm trằn trọc không có ngủ được, bởi vì cái mùi hoa nó nồng quá. Các cô không có quen, các cô ngủ không được. Và sau đó thì trời gần sáng thì có một cô thông minh ngồi dậy, đi lấy mấy cái rổ cá mà mấy cô bán để ngay đầu nằm, để cho có mùi cá nó thoang thoảng ra. Rồi mấy cô làm quen lại với cái mùi cá và ngủ rất là ngon. Thì Đức Phật kể câu chuyện đó xong á, thì Đức Phật mới kết luận: tất cả chúng ta sống bằng cái tập nghiệp của mình. Cái hệ không có cái đó, cái mình chịu không nói. Thành thử ra mình luôn luôn đắm theo những cái nghiệp. Mà nếu mà may mắn mà cái nghiệp đó là cái tốt á, thì còn đỡ khổ. Còn nếu như mà cái nghiệp đó là cái nghiệp xấu, thì mình làm khổ cho mình và mình làm khổ cho người. Bởi vì cái nghiệp á, tức là những cái gì mà chúng ta huân tập, chúng ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ví dụ như là mình nói: trời, sao tôi thấy người đó tụng kinh hay quá mà tôi tụng dở. Người ta tụng hay là tại vì người ta tụng mỗi ngày. Rồi người ta chịu khó, người ta nghe tiếng người khác tụng, rồi người ta tụng theo. Còn mình á, thì không có chịu tụng, thì mình nghĩ rằng mình tụng dở, cho nên mình cứ lầm bầm trong miệng riết, lâu ngày nó cũng thành cái thói quen. Rồi mình không có hòa theo được cái âm điệu, thì mình cũng không có âm điệu. Rồi mình cũng không có thường xuyên tụng, cho nên mình cũng không nhớ. Cho nên dù là tụng kinh hay dù là bất cứ việc gì trong cuộc sống, nếu chúng ta biết cái đó là lành mà chúng ta không thường làm, thì chúng ta cũng thâm thành cái nghiệp lành được. Mà nếu chúng ta biết nó là dở mà chúng ta cứ làm hoài, thì lâu ngày nó cũng kết thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như mình biết hút thuốc là bệnh, nhưng mà mình cứ biết bệnh mà mỗi lần rút điếu thuốc ra là biết bệnh nhưng mà vẫn cứ hút, thì lâu ngày nó thành cái tập nghiệp và chúng ta vẫn không bỏ được cái điếu thuốc đó. Vậy thì nghiệp á, là không phải ai cho mình, mà cũng không có cái gì gọi là ghê gớm mà chúng ta không nói được. Là những gì mà chúng ta huân tập thành một thói quen mỗi ngày. Giống như những cô bán cá đó, ngửi mùi cá quen rồi, giờ không có mùi cá chịu không nổi, phải có cái mùi đó mới ngủ được. Thì đó là chỉ một câu chuyện ví dụ thôi. Thì chúng ta có thể từ câu chuyện đó rồi chúng ta phân ra, đi tìm tòi cho mình coi mình đang bị cái nghiệp gì nó lôi mà chúng ta đắm chìm mà chịu không có, nó chịu không nổi. Thật sự ra thì có những cái nó không có gì tội lỗi cả, nhưng mà nhìn lại mình thấy mình tức cười là cuộc sống của mình rất là to, mình tạo ra nó rồi cuối cùng nó control mình hết. Ví dụ như mình to hơn trái ớt không? Mình ăn ớt, mới đầu mình đi kiếm nó, mình ăn nó rồi cuối cùng nó ăn mình. Là tại vì không có ớt mình ăn không ngon. Thật ra cái chuyện nó rất là đơn giản thôi. Mà để cho chúng ta, chữ thiền quán trong nhà Phật là gì? Là chúng ta có thể dừng lại rồi chúng ta nhìn sâu từng vấn đề trong cuộc sống. Từng vấn đề trong cuộc sống. Một ly cà phê mình quậy ra nó, mình quậy cà phê, mình làm ra cà phê, mình uống cà phê. Mới đầu là nó đi theo mình. Nhưng mà cuối cùng nó nhỏ nhỏ mà nó có vỏ. Cuối cùng rồi thì nó chỉ là một ly cà phê nhưng mà nó thắng mình hết. Không có nó đó là một ngày đó mình hết làm gì nổi hết. Thật ra uống ghiền cà phê đâu có tội phải không? Nhưng mà cho chúng ta nhìn thấy để chúng ta rút. Cái nghiệp cà phê là chuyện nhỏ thôi.
Còn cuộc đời này có những cái nó ghê gớm hơn nữa, nó lớn lao hơn nữa, mà nó có thể tán gia bại sản. Ví dụ như là cờ bạc, rượu chè, hút sách. Còn chuyện mình ghiền trái ớt, ghiền ly cà phê là chuyện bình thường. Nhưng mà cái nhỏ đó nó giúp cho chúng ta thấy cái lớn. Mà bây giờ chúng ta cứ nhìn lại rồi chúng ta sẽ thấy là hầu như mình tạo ra tất cả, rồi cuối cùng mình bị tất cả cái đó nó lôi mình hết. Nhưng mà nếu mình may mắn nó lôi cái mà thiện lành thì mình còn đỡ. Ví dụ như tối ngủ mà không có ông thầy Pháp Hòa lải nhải bên tôi ngủ cũng được. Cái đó cũng là một loại nghiệp á, một cái rổ cá mà để đầu năm á. Nhưng mà cái đó nó vẫn còn hơn, nó vẫn còn hơn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chữ Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác, là tỉnh, là không có mê. Cho nên có nhiều khi mình ăn cơm mà mình khó chịu, mình ăn ngon phải có trái ớt á, thì mỗi khi mình cầm trái ớt lên là mình cười với nó, mình nói hồi xưa tao mày khổ vì tao, giờ tao khổ vì mày. Trái ớt nó rất là đơn giản thôi. Và cũng là thấy rằng nhiều lúc mình ngồi ăn bữa ăn mà mình thấy mỗi người khổ một kiểu, trời ơi ăn phở không có quế ăn chất quất. Thì cái người đó bị cọng quế nó lôi, người khác thì bị trái ớt. Mà nhiều khi á đem ớt tươi ra ăn phở phải ăn tương ớt chứ ai ăn ớt tươi. Cái đó nó rất là nhỏ, nhưng mà cuối cùng là hình như là từ bữa ăn cho tới cuộc sống của mình, ăn mặc của mình, cái gì cũng bị những cái nhỏ nhỏ đó nó lôi hết. Ngay cả chai nước hoa hồi xưa nó có tới với mình đâu, mình đi tới nó rồi mình spray nó lên thử trên người mình, rồi cái hình như ai cũng chịu mùi này, cái bữa khác mình để mùi khác vô chịu không được. Thật ra chai nước hoa đó nó cũng làm cho, nó cũng lôi mình được. Thật sự không có tội lỗi gì hết. Pháp Hòa nói những cái điều này là để chúng ta có tỉnh giác là vậy đó. Tức là mỗi khi mình bị những cái gì đó thì mình hãy nên, mình có cơ hội mình nhìn lại và mình mỉm cười với tất cả những cái mà chúng ta bị lỗi. Vì Phật, đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Là con đường cho chúng ta tỉnh giác. Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo để chúng ta tín ngưỡng, thờ phượng, lại lục, cúng bái, cầu xin. Những cái đó là những cái đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của mình. Nhưng mà cái chính thức của đạo Phật là chúng ta học để chúng ta tỉnh, để chúng ta sống, chúng ta có an lạc. Ví dụ như hôm nào mà mình ăn cơm mà không có ớt, mình chịu không nổi. Nhưng mà giờ nói cách nào để nữa ớt cũng không có. Thì bắt đầu tỉnh lại chút nha. Thôi giờ im lặng ăn cho hạnh phúc. Nói hoài ớt cũng có mặt. Thật ra nhiều lúc, hoặc là bây giờ mình rất là ghiền ớt, nhưng mà bác sĩ nói với mình á là bây giờ không thể ăn được nữa là mình sợ liền à. Tại sao dám bỏ ớt lúc đó biết không? Tại sợ chết. Quý vị thấy không? Thật ra có một cái nó trội hơn, nó làm cho mình, nghĩa là chấp nhận buông cái đó. Cái anh đó anh ghiền rượu quá mà bác sĩ nói là cái gan của anh nó nát rồi đó nha. Nếu mà anh không nghe lời tôi, anh bỏ rượu là anh chết trong vòng một tháng nữa, là về bỏ liền. Thành thử có một cái nó trội hơn để nó rút mình ra khỏi những cái con đường mê lầm đó là chết. Vì vậy mà Đức Phật thường hay nói niệm chết. Phật tử chúng ta có 10 cái niệm, 10 cái nhớ nghĩ. Trong đó có thể nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, nhớ giới, nhớ thiên là năm rồi phải không? Nhớ vô thường, nhớ hơi thở, nhớ hưu tức tức là thôi đi, nhớ chết. Nhớ chết là gì? Nhớ mình nhớ chết tự nhiên có những cái nhỏ nhỏ mình bỏ được. Mình đang giận người đó quá mà mình nhớ cái khác, mình nói không đập này không được, thì mình quánh nó một cái thì nó có chuyện. Cho nên thôi, thôi đi, không cần thiết nữa, là niệm hưu tức. Thôi, đừng nghĩ thế nữa. Trong cái nhớ đó, trong 10 cái nhớ Phật dạy mà là thập niệm đó, có một cái niệm gọi là niệm hưu tức, tức là thôi đi.
Nên trong trong nho, trong sách nho cũng có câu hư 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 vạn sự nhất tề hư. Thôi đi, thôi đi, thôi đi, cả vạn việc nó cũng sẽ theo đó mà nó thôi. Hư 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 vạn sự nhất tề hư. Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận. Nhịn nhịn nhịn, mọi cái sự oan gia trái chủ từ đây sẽ hết. Thì niệm hư tức tức là niệm thôi đi, đừng có nghĩ, đừng có lo có đó chuyện đó nữa. Ví dụ như bây giờ mình lo già, mà càng lo nó càng già, tại vì cái lo là mình mau già. Cho nên thôi đừng lo nữa, khi nào nó già hay. Mà không chờ nó cũng tới. Không chờ già nó cũng tới. Không trông nó cũng tới. Không đợi nó cũng tới. Nó là một người khách không mời mà tới. Mình chết cũng vậy. Không ai ưa, không ai thích, không ai dám nghĩ tới nó. Nhưng mà nó vẫn slowly, từ từ nó tới với mình. Mà nói chữ slowly là nói có văn chương, nói có bài bản. Chứ có thể nó tới bất cứ lúc nào. Nó không cần appointment. Nó không cần gọi phone cho nó I'm coming. Để mình nói ok, let me get ready. Không có. Thật ra mình nói là nói oh, nó sẽ tới. Tức là mình nói để cho có một cái nhẹ nhàng. Để mình thấy là nó chưa đâu. Còn nếu nói đúng, nói thật hơn là nó có thể tới bất cứ lúc nào. Anytime. Cho nên mà nó chỉ cần nó gõ cửa một cái, mình mở ra là mình surprise. Mình đi liền. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là khi là mình là cái người mà học Phật á, hay là mình là đạo Phật á, thì đừng nghĩ là ồ mình bị một cái tôn giáo nào họ nó làm khổ mình hết á. Mà cứ nhớ là thí dụ bây giờ mình chưa bao giờ quy y gì, nhưng mà nói tôi là đạo Phật, nghĩa là tôi đang đi theo con đường tỉnh giác. Tôi đi theo con đường tỉnh giác. Mà con đường trước kia đó làm cho tôi mê. Bây giờ tôi tỉnh, tôi thấy. Giống như là có một cái ông đó, ông câu cá đó. Ông ngồi ông câu hoài, không được con cá. Nhưng mà lúc mà con cá nó cắn vào cái câu rồi, ông giật lên cái nó tuột á. Ông nhào xuống sông chụp nó. Thì ông đứa con nó ngồi kế bên đó, nó hỏi ông ba nó ba ba ba. Ông đó câu cá hay cá câu ổng? Thì con người chúng ta cũng vậy. Mới đầu mình đâu có, mình không có gì chứ, mình đơn giản lắm. Nhưng mình bị ngang có cái bóp randa đó, nó câu mình. Mà vô cái nó để cái nhãn hiệu, nó nói on sale. Đấy không? Rồi nó để thêm câu nó washable. Rất là tiện lợi giặt rửa. Ồ bao nhiêu cái quảng cáo, cái bắt đầu nó câu mình rồi. Nó câu mình xong rồi giờ khổ lắm á, đi tới đâu mà sợ mất. Ngồi hồi cái tá quả tâm tinh vỏ tôi đâu rồi. Thật sự cái đó có gì tội đâu. Nhưng mà những lúc vậy cái mình có cơ hội mình nhìn lại mình đã thấy không, mình dính rồi. Mình dính rồi. Cho nên có nhiều khi mà có nhiều người mà đang ngồi cái rờ cái vỏ, cái trời trời mất cái phone này, chạy kiếm quá trời. Nhưng mà những lúc đó nó tỉnh, ủa mình mất phone, mình mất vỏ, mất áo, mất giày, mình kiếm quá chừng quá đất mà mất tâm không ai kiếm hết. Có đôi khi trong cuộc sống của mình là mình mất đi cái chánh niệm, là mình để cho cái giận nó lôi, cái tham nó kéo, cái sân nó mà không kiếm cái đó. Mình giận lên cái nó, tôi không cần biết gì nữa hết á, bây giờ tôi phải làm cho ra lẽ, chết tôi cũng chịu nữa, thậm chí để tôi làm xong đi ở tù tôi cũng chịu nữa. Cái giận nó lôi mà mình không bao giờ mình kéo lại được. Mà cái phone nó nhỏ nhỏ, mất cái đó mua cái khác thôi mà kiếm nát hết á. Thành nữ có nhiều khi mình đi kiếm rất là nhiều. Ngày xưa có một một đám thanh niên trẻ chạy vô trong rừng chơi. Thì trong đó có một cái cô ăn cắp đồ của một trong những người đó rồi cô chạy trốn đi. Thì nguyên đám thanh niên này đuổi theo kiếm cô.
Đức Phật đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, họ đi ngang. Dạ thưa Sa Môn, Sa Môn có thấy một cô gái mới chạy ngang đây không? Nói các anh kiếm để làm gì? Nói là tại cổ ăn cắp đồ của chúng con. Đức Phật nói các anh có nhiều cái mất lắm mà anh có mang có kiếm chưa? Mà các anh đã mất thời gian, mất tuổi xuân, mất những cái giờ phút quý báu mình sống mà các anh không kiếm, mà anh kia kiếm chi cái giỏ đó. Đáng lý ra mình là tuổi trẻ, mình có thể làm được rất nhiều việc lành thiện, muốn làm phung phí cái tuổi trẻ mình trong rượu chè, trong cờ bạc. Sao không đi biết mất cái đó quá chừng mấy chục năm muốn đi kiếm? Thì Đức Phật chỉ là cái người nhắc lại. Cho nên vô thường, Phật đâu có tạo ra vô thường đâu. Vô thường là một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà tại chúng ta quên. Cho nên Đức Phật đem vào giáo lý của Ngài là nhắc chúng ta vô thường. Nhắc vô thường không phải để chúng ta đau khổ, mà để cho chúng ta biết trân quý những gì chúng ta đang có, để một mai vô thường nó đến mình không có hối hận. Và nhắc vô thường để lỡ nó đến chúng ta không quá khổ, vì chúng ta thường biết nó vô thường. Cho nên bây giờ nó có vô thường cũng là thường. Và vì nó vô thường cho nên cứ sống bình thường, đừng làm gì bất thường. Ví dụ như cái hoa này, nó đang tươi đây, nhưng mà chúng ta nhìn với cặp mắt Phật nhãn, Pháp nhãn, tuệ nhãn, thì chúng ta vẫn thấy nó rằng nó là vô thường. Cho nên khi nó còn đẹp đây, enjoy. Và khi mà nó có chết đi, nó héo đi, mình cũng bình thường. Tại vì nó có héo rồi nó sẽ trở thành phân bón, nó nuôi những bình hoa khác. Hay nói một cách khác là nhờ nó có đi cho nên cái khác nó tới. Cho nên nhờ cái vô thường vậy đó. Mà nếu cuộc đời này mà không có vô thường thì hạt cam mãi mãi là hạt cam, mà không là cây cam và không có trái cam. Nhờ có vô thường cho nên có cây cam, có trái cam. Và nhờ có vô thường cho nên mình ăn cam ngon, rồi nó tiêu hóa tốt cho nên ăn được nữa. Nếu mà nó thường thì ăn vô bụng nể no hoài, cái nó trời sao bệnh bụng tôi bất thường quá, ăn no hoài cái đi kiếm thuốc uống vô cho nó vô thường. Như vậy thì có đôi khi chúng ta rất cần vô thường mà chúng ta không biết. Ví dụ như ăn mà không tiêu hóa là bất, mình kêu là bất thường. Rồi mình phải đi kiếm thuốc uống cho nó sổ ra để nó vô thường, để mình tiếp tục mình ăn thôi nữa. Nếu mình uống vô trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng sau mà không vô thường là mình đi bác sĩ. Bác sĩ ơi sao tôi không bình thường. Cho nên cuộc đời này chúng ta cả ngày cứ sống với vô thường, bất thường, rồi chúng ta toàn làm những chuyện bất thường, bất bình thường. Rồi chúng ta cứ muốn làm những chuyện phi thường, mà càng phi thường thì nó càng bất bình thường. Thôi cứ sống thường thường, lỡ nó vô thường thì cũng thường. Đó, phải cảm ơn vô thường là nhờ đứa nhỏ đó, nhờ có vô thường cho nên đứa con mình nó nhỏ, nó có lớn. Nếu mà vô thường không có thì nó mãi mãi nó nhỏ. Mình nuôi hoài nó không lớn cái đi bác sĩ. Tại vì sao nuôi hoài nó không lớn? Như vậy thì vô thường đâu có chắc gì nó đã là khổ đâu. Tại vì mình không nhận ra được vô thường, mình không hiểu được vô thường, không sống được vô thường, thì vô thường bây giờ trở thành một cái gì đó làm khổ mình. Nếu mà không có vô thường thì người bệnh không bao giờ có cơ hội hết bệnh. Không có vô thường thì một người xấu không bao giờ có cơ hội làm người tốt. Cho nên thưa đại chúng là, nhưng mà rồi ngược lại, cái vô thường, chúng ta trẻ rồi chúng ta sẽ bị vô thường, và chúng ta già rồi chúng ta chết. Thành ra vô thường nó là cái gì nó bình thường lắm, nó chi phối tất cả. Từ một hạt hoa hồng, do vô thường cho nên nó thành hoa hồng, rồi cũng sẽ vô thường nó thành rác, rồi nó sẽ đi theo vô thường trở thành phân bón, rồi nó cũng đi theo vô thường nó tiếp tục nó là phân bón cho những cây cỏ khác.
Cho nên các bậc mà người ta tỉnh giác ngộ đạo, ta nói là sao? Sống như đắp chăn bông, chết như cởi áo hạ. Cái sự sống của mình giống như đắp một cái chăn, tức là cái mền đó. Mùa đông lạnh thì mình phải đắp mền. Còn nếu mà đến cái giây phút mình đi mình chết thì mình như cởi áo hạ, tức là nóng thì ra cái áo này để rồi được thoải mái, được khi nào lạnh đắp lại. Ý cái câu đó chỉ muốn nói về cái sự tự tại, không có bị khổ đau bởi những cái chi phối trong cuộc sống. Và nhiều khi mình thấy được như vậy đó, cho nên mình an trú trong cái vững chãi của mình. Đức Phật dùng từ rất là hay, an trú. Mình là mình trú không à, mà không có an. Ví dụ như nói trời cho tôi ngồi chỗ này đi, tại tôi thích ngồi đây nè, là mình trú. Nhưng mà ngồi không yên, ngồi không yên là không an. Cho nên Phật an trú trong phút giây này, và Phật cũng hướng dẫn chúng ta an trú trong phút giây này. Mà khi chúng ta an trú được rồi á, thì nó không có làm cho mình khổ, là vì mình thấy rất là rõ. Có một lần Đức Phật dạy á, con vịt á, nó có ba cái cách sống. Thứ nhất á, là con vịt nó đi đâu nó cũng đi hai người, nó chung thủy lắm. Vịt ba nó luôn luôn nó gần với cái người bạn đời của nó. Thì Đức Phật nói chúng ta cũng tập giống nó một chút đi. Phật không có biểu mình chung thủy với người yêu mình ha. Phật nói cách khác, đây là Phật nói chuyện tu. Phật nói mình hãy chung thủy với tâm bồ đề của mình, chung thủy với tuệ giác của mình. Cái ngày đầu tiên mà mình phát tâm, mình học đạo, mình đi chùa, mình làm công quả, mình làm việc thiện đó, cái giây phút đầu tiên mình làm cái chuyện đó đó, đó là giây phút chúng ta phát tâm tỉnh giác, mà nhà Phật gọi là sơ tâm. Sơ tâm là cái tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu nó đẹp lắm, nó thánh thiện lắm. Nó đi chùa, nó thấy sư cô dễ thương, nó thấy Phật tử dễ thương, nó thấy ăn chay ngon, thấy tụng kinh hay, nghe pháp hay đi. Rồi vô cái bắt đầu trong chùa phát hiện ra tài năng của nó, cho nên mời nó vô. Cuối cùng cái thì làm hồi cái bắt đầu thì tài năng thì không bao nhiêu, nhưng mà sao phiền não khổ đau, ngã mạn tự cao, kỳ thị, ích kỷ, bỏng sẻn, tham lam gì đó sanh khởi tùm lum hết trơn. Rồi bắt đầu từ đó khổ, càng tu càng khổ, càng làm càng khổ. Cho nên Phật mới nói khi mình bị những cái đó rồi thì mình trở về, mình hãy sống chung thủy. Ví dụ có khi mình giận người đó, mình muốn bỏ tu, mình muốn bỏ chùa, muốn bỏ tu, muốn nghỉ đó, thì mình hãy nên chung thủy với tâm bồ đề của mình để nó không lui sụp. Và mình, Đức Phật dùng hai từ là chú tâm và hướng tâm cho đúng. Thí dụ như là mình hướng tâm mình về Phật Pháp, đó là mình hướng tâm đúng rồi đó. Rồi bây giờ mình hãy chú tâm cho đúng, nghĩa là khi vào trong Phật Pháp rồi nhớ chú tâm những cái thiện. Còn cái bất thiện chẳng qua là những cái thử thách để chúng ta tăng trưởng cái này. Mình cũng không từ nó, nhưng cũng không cần kiếm nó. Hãy chú tâm cái này. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình chú tâm, mình hướng tâm việc ăn chay. Hướng tâm việc ăn chay thì hãy chú tâm đến tàu hũ rau, còn đi ngang hàng thịt đừng chú tâm. Trời, ba sườn. Ăn chay rồi, hướng tâm rồi mà sao còn hướng làm chi. Nhưng mà nếu mà đang chú tâm ăn chay, nhưng mà mình đi qua trên đường đi vô quán chay á, thì kiểu cái kia nó thơm, nó ấy, biết nó thôi. Mình không hướng tâm nó, mình cũng chẳng chú tâm nó, biết nó. Nhưng mà nói với mình, tôi đã có hướng tâm rồi, tôi có chỗ để hướng rồi, tôi có chỗ để tôi chú rồi. Phật dùng từ hay lắm. Cho nên mình là Phật tử, mình phải chú tâm, hướng tâm.
Ví dụ bây giờ mình hướng tâm về thời kinh thì mình hãy chú tâm thời kinh, còn những cái gì mà lặt vặt cái bên đó đừng quan tâm. Không, mình không từ chối nó được, tại thỉnh thoảng nó sinh khởi. Ví dụ như mình đang ngồi tụng kinh rất là tha thiết, tự nhiên có một cô ở đâu cô tới, cô xẹt vô cô ngồi với mình, mà cái giọng của cô nó cứ chỏi như trời ơi, lúc đó là mình không biết tu thăng đi đâu. Rồi thì đáng lý nãy mình rất là chú tâm, mà giờ bị cái tiếng này nó lôi mình hướng tâm về cô đó, thì mình nhớ là cái tiếng này không phải, mình đang chú tâm này. Nên trong cuộc sống của mình á, cái chuyện mà mình lặt vặt bên lề đường là chắc chắn sẽ có. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình mở cái YouTube á, mình nghe giảng, nhưng mình khi mình click lên cái bài giảng mà vị thầy mình muốn nghe và mình đang nghe, thì nó sẽ hiện lên bên này một lô những cái khác. Cái quẩn mà cái rô chà chà lên, thấy cái ông khác cái click vô. Mình đang chú tâm, mình đang hướng tâm này mà à, nhưng mà nhờ ở xung quanh này nó chạy vậy nè, cái mình click vô đó. Rồi cái đang được 5 phút cái bắt đầu rô tìm cái nó cái click. Rốt cuộc suốt tiếng đồng hồ mà không bài nào nghe xong hết á. Cài bị dính vậy đó không nè. Em nói vậy em đâu nói ai, em nói em á. Và Pháp Hòa ví dụ vậy thì đại chúng nào đã từng cái kiểu như vậy là biết liền cái gì. Thì quý vị sẽ thấy rằng á, trong cuộc sống của chúng ta là không khéo là chúng ta hướng tâm thì có, nhưng mà chú tâm thì không. Tức là mình cũng thích hướng tu, nhưng mà sự chú tâm chuyên nhất về sự tu của mình nó rất ít. Là vì mấy cái khác nó quá nhiều và nó dễ chi phối mình. Hoặc là nhiều khi mình đang lên một mâm cơm mình ngồi ăn, thì ăn cơm là chính gì, nhưng ngó qua cái thấy bánh bò, cái bóc miếng, thấy miếng chè, nếm miếng hồi cái mình quên ăn chính. Những cái ví dụ vậy thôi. Cho nên có một vị sẽ hỏi là tại sao các cô, các nữ Phật tử đi chùa nhiều hơn. Thật sự một trong những cái lý do thôi, chứ không phải là cái dính như là người nữ rất dễ phát tâm nhưng mà rất khó trụ tâm. Thấy gì cũng phát hết đó, để đó con làm. Cái gì cũng phát tâm được hết đó, dễ phát tâm lắm. Nhưng mà trụ tâm rất khó. Cho nên chúng ta cũng thế, chúng ta có thể hướng tâm nhưng mà chú tâm thì khó. Thích tụng kinh nhưng mà tụng miên mật không có nhiều. Cũng thích thấy người ta lần chuỗi niệm Phật cũng sắm sâu vậy đó, cũng hướng tâm về sắm sâu vậy mà lựa chuỗi đẹp à. Rồi thậm chí thỉnh xong sâu chuỗi đưa cho thầy nữa, thầy chú nguyện giùm con. Thì thầy bây giờ thầy chú nguyện rồi, đưa cho thím. Thầy chú rồi thầy đưa cho thím. Nhưng mà mình nhận sâu chuỗi đó rồi đó, mình khoe nè, thầy chú nguyện rồi nha. Nhưng mà bây giờ hỏi là mình đụng sâu chuỗi đó mình niệm được mấy bữa. Cho nên là sâu chuỗi nào nhưng mà cũng có, và chuỗi nào cũng có thầy chú nguyện hết á. Tức là mình cũng có hướng tâm về cái gì đó, nhưng mà chút thôi, thoáng thôi. Nhưng mà cái sự chú tâm đi tới của mình nó rất ít. Cho nên mình ít có kết quả cũng không có gì lạ. Cho Phật dùng ở trong cái bài kinh đó, đó, Phật nói là mình phải hướng tâm và chú tâm bằng giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Đó là năm cái phần chúng ta gọi là ngũ phần hương. Hương mà chúng ta thắp nó có năm loại hương. Hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Hay nói cách khác là niệm định tuệ cũng được. Thì bây giờ đại chúng kiểm lại có phải là mình có hướng tâm nhưng mà ít chú tâm. Nghe ngồi thiền cũng chạy lên ôm bồ đoàn ngồi đó nhưng mà tâm không chú. Cái đó không có gì sai. Nhưng mà nhớ hễ mà mình bị xa cái mình trở về. Thí dụ mình ngồi thiền mà mình cứ nghĩ lung tung, đừng có lo và cũng đừng sợ. Nó chắc tôi không có duyên tu.
ngồi thiền hay nghĩ lung tung? Chính mình lung tung cho nên cần ngồi thiền. Chính mình còn nghĩ lung tung cho nên cần niệm Phật gì? Pháp môn niệm Phật hay là pháp môn thở là giúp cho định cái tâm. Nếu mà tâm mình định thì này đâu cần. Nếu tâm mình đã định thì đâu cần phương pháp ngồi thở hay là phương pháp niệm Phật chứ, hay là phương pháp tụng kinh chứ. Vì chúng ta chưa thuần cho nên đây là công thức. Mỗi ngày hãy chú tâm vào đó. Cho nên quý vị đưa cái tượng Phật, cái sâu chuỗi hay là cái bức tranh Phật cho để tùy thân đó, đưa cho thầy chú nguyện. Thầy chú gì trong? Mình đặt câu hỏi mà đưa cho ông thầy rồi ông chú gì trong? Thầy chú gì? Thật sự ra cái sâu chuỗi là pháp. Cái tâm của thầy giao vô đó là tâm. Cho nên cái từ bi, cái trí tuệ, cái năng lực của vị đó đi qua cái ngôn ngữ, cái lời cầu nguyện đi vào trong cái đó. Cho nên chúng ta gọi là tâm pháp. Tiếng chuông là pháp. Thầy cầm cái dùi lên, thầy thỉnh bằng năng lực chánh niệm của thầy, nó ra cái tiếng chuông, thì cái tâm nó giao với cái pháp, nó an người. Cho nên một vị khi mà Đức Phật hay là quý thầy mà giảng kinh như vậy, nếu mà chỉ giảng cho hết giờ, nói cho lấy có, người ta cảm khác. Nói để cho đại chúng được hiểu ứng dụng tu khác. Và nói trong sách vở khác, nói bằng kinh nghiệm tu hành khác. Mình cảm được điều đó không? Tại vì cái pháp ngôn ngữ chỉ là pháp, nhưng mà pháp đó có duyên tâm vô đó thì cái pháp đó khác. Nấu ăn cho có khác, nấu bằng tình thương khác. Vì nấu bằng tình thương là người ta ăn vô, người ta cảm nhận được bao nhiêu tình thương trong này. Còn nấu mà kiểu chặt khúc, nấu nhừ lấy có, nhịn tô biết liền à. Cho quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa ăn một miếng ăn á, không phải Pháp Hòa thích ăn ha, nhưng mà Pháp Hòa trân trọng cái công lao từ cái những cái bánh mà rồi uống nắng rồi làm cho nó thật đẹp. Như nãy ngay cái bình hoa ai mới tặng vào welcome back á, một vị Phật tử mang vô tặng welcome back, nhưng mà trên cái welcome back có 3 cây sô cô la. Very creative, rất là sáng tạo. Rồi Pháp Hòa ở trong phòng có một vị gửi vô một chai nhỏ mắt. Thật ra tất Pháp Hòa nhận tất cả những cái đó bằng tất cả tình thương. Và Pháp Hòa biết là người ta đã gia tâm tới mình, cho nên chai nước nhỏ mắt đó mới tới tay mình. Có một Phật tử đem cái nón len, nói tôi muốn đem tận tay cho thầy. Trong phòng Pháp Hòa nghe, Pháp Hòa mới nói với anh Phật tử, mời cô vô. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, người ta có gia tâm tới mình thì mình phải gia tâm tới họ. Cho nên linh thiêng ở chỗ đó, màu nhiệm ở chỗ đó. Nói tụng kinh cầu nguyện có kết quả không? Tùy tâm mình. Hữu cầu sẽ ứng, nhưng mà ứng bằng cách nào, nó phối hợp nhiều thứ. Với cái phước của mình, với cái năng lực chánh niệm của mình, với tất cả tâm thành của mình. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ở trong cái không khí này, trong không gian này, nó đã sẵn có những signal. Cái quan trọng là cái máy chúng ta có điện không? Cái máy chúng ta, cái motor nó còn work không? Để chúng ta ghim điện vô và chúng ta bật nó lên và nó bắt signal. Signal này vẫn có, luôn luôn có. Quan trọng là cái của chúng ta, nó có bắt được cái signal đó không? Phật lực cũng vậy. Tam bảo lực đã có, quan trọng cái lực của chúng ta. Chúng ta cultivate, chúng ta phát triển nó như thế nào để nó giao cảm. Tại sao một cái người đó họ sống chung với mình, họ khổ quá trời mà mình không hay? Người dân mới gặp bữa biết liền. Tại vì mình sống chung mà tâm mình không giao cảm.
không bao giờ quan tâm tới người đó. Người đó bệnh, người đó khổ mà nó không hay. Nhưng người khác, người ta sống bằng năng lực từ bi, năng lực trí tuệ, cho nên người ta thoáng nhìn, người ta đi ngang mình, người ta cảm nhận được cái sự đau khổ trong lòng mình. Và thậm chí người ta không quen mình, người ta khó nói quá, người ta chỉ tới, người ta nắm tay mình, người ta dỗ về mình, thậm chí người ta rót cho mình một ly nước, thậm chí người ta nói, người ta mời mình đi ăn, hay người ta lấy cho mình một chén cháo. Tất cả bằng cái tình thương, vì người ta có cái năng lực đó, người ta cảm. Cho nên nó nhiều khi mình tập sống là mình nhìn tất cả mọi thứ người ta đối với ai đó như thị, đừng có nghi ngờ cái tâm tốt của người khác. Cái thứ hai á, là con vịt nó sống bằng rong rêu những cái thức ăn nó có, và nó rất là enjoy những cái gì nó có. Đức Phật dạy chúng ta cũng như thế. Sống trong đời sống, ngoài cái chuyện mà chung thủy với tâm Bồ Đề, chung thủy với tuệ giác tu tập của mình, thì chúng ta hãy nên an trụ và hưởng những gì trong khả năng, trong phạm vi của mình. Phật thường dùng cái từ là tri túc. Tri túc là gì? Là biết đủ. Chúng ta thường có câu tri túc thường lạc, biết đủ thường vui. Đa dục thị khổ, ham muốn nhiều khổ nhiều. Thì chúng ta đừng lầm. Như vậy đạo Phật dạy cho mình bi quan quá, không có chịu phát triển khả năng. Không, Phật đâu có nói vậy. Nếu anh có khả năng gì, anh cứ phát triển, nhưng mà đừng có over cái mà mình có khả năng, thì tự mình làm khổ mình và làm khó người. Thưa đại chúng, là cái cõi này được gọi là cõi dục. Chúng ta đang sống trong cõi dục. Nói theo danh từ bình thường là cõi muốn. Chúng ta có muốn không? Có. Muốn ăn, muốn ngủ, muốn thương, muốn. Cái chuyện muốn là chuyện bình thường. Nhưng mà cái khổ của cái người muốn, nó thêm chữ ở trước là ham. Nó trở thành là ham muốn. Mà ham muốn là gì? Là nghĩa là chúng ta muốn hơn cái chúng ta cần. Cho nên ở trước chữ đó nó có chữ tham muốn. Còn nói theo tiếng bình dân là ham muốn. Chứ còn đúng chữ là tham muốn. Chúng ta muốn, mà chúng ta muốn nó quá cái sức và cái cần của mình, thì cái khổ nó ngay đó. Cho nên á, cái chuyện mà mình biết đủ á, nó sẽ làm cho mình an lạc. Ví dụ như là hồi đó mình mới qua, mình nói trời ơi, giờ qua không biết tiếng Anh tiếng U gì hết, mà chỉ cần có cái việc làm để nuôi mấy đứa nhỏ cho nó ăn học nên người là mừng rồi. Đã muốn rồi, là sao nữa, thời gian nữa, trời ơi, phải mua được cái nhà cái cho mấy đứa nó ở thoải mái cái được rồi. Bắt đầu mình thêm á, mình có đồng, mình nói trời, phải có chi có thêm 99 đồng nữa chẳng trăm. Hay là có 99 rồi nữa, ước gì có 1 đồng nữa chẳng trăm. Còn mình không khéo á, thì cái tham nó lôi mình. Cho nên cái chữ mà, cái chữ dục ở trong cái danh từ bình thường, nó không có gì sai cả. Nó là cái chuyện bình thường của con người. Nhưng mà cái khổ của cái chữ muốn là chúng ta có cái tham. Ở trong sách đó, có kể một câu chuyện là có hai anh chàng, một anh họ Trương và một anh họ Vương. Một hôm hai anh đi đường thì lượm được một cái của rơi khá nhiều tiền. Hai anh mới nói thôi bây giờ tôi với anh lượm được cái túi tiền này coi như là của hoạnh tài. Của hoạnh tài là của gì? Của bất đắc kỳ tử, của bất đắc dĩ. Thì lượm được cái gói tiền đó, nói thôi bây giờ mình tấp vô cái chỗ này nè, rồi cái mình đi ăn mừng. Thôi bây giờ anh ở nhà nha, tôi chạy ra chợ tôi mua bia mua thịt về rồi mình ăn mừng. Trong khi cái anh ảnh đi mua đó, thì cái anh ở nhà ảnh chờ, ảnh suy nghĩ.
cái gói tiền này á, mà để cái thằng kia nó về nó chia thì còn cái gì. Thôi sẵn dịp nó đi xa, nó đi mua đồ ăn ở đây, mình chuẩn bị đồ sẵn đi, nó về cái mình đập chết nó, cái là mình gọt hưởng cái gói này. Cái anh chàng đi mua đó, trên đường đi anh suy nghĩ, nói giờ mỏng lẽ mình vậy nè, rồi đi mua về cho nó ăn, còn nó chia nữa, ăn chia không được, thôi sẵn lợi dụng bỏ thuốc độc vô rượu thịt này, đem về cho nó nhậu rồi nó chết cái mình hốt của. Thì khi mà đi về tới rồi thì cái anh mà mua rượu thịt á, anh bị cái anh ở nhà chuẩn bị sẵn cái búa rồi, cái gì vật nặng đập anh chết đi. Thì cái anh đánh chết, anh chết thì cái ông nói trời ơi, tôi bây giờ là hạnh phúc quá, hưởng được trọn gói, thôi bây giờ ăn mừng mình, sẵn đây rượu thịt nó mua sẵn, tôi sẽ enjoy cái này. Thì ông lấy rượu thịt nệm uống ăn, xong tối tăm mày mặt lăn đùng ra chết. Quý vị thấy được câu chuyện anh trẻ chàng họ Trương và họ Vương. Có nhiều khi mình thiện lắm, câu chuyện kể có một cái anh đó, anh mới cầm hai, anh mua được cái căn nhà thì anh mới đào được cái trong căn nhà đó lên một gói tiền. Thì mới đầu anh rất là honest, rất là thật tình đem tới quan. Và bẩm quan, thần mua được cái miếng đất này mà xới lên thì không phải là tiền của tôi, thôi tôi trả cho người chủ cũ. Người chủ cũ được kêu lên, người chủ cũ nói không, tiền này không phải của tôi. Nó biết đâu chừng của ba mẹ để lại, ba mẹ tôi không nói gì hết, thôi tôi không nhận của này đâu. Thì quý vị thấy quá tốt không? Người nhặt được của trả, mà người có của thì không nhận là gì, không nghĩ là của mình. Ông quan chưa biết xử làm sao, nói thôi hai khanh về nhà đi, mai ta suy nghĩ cách xử. Sáng hôm sau hai người giành nhau đánh trống vô, dạ bẩm quan gói đó của con. Giờ nó suy nghĩ. Thì những cái câu chuyện đó, đó chẳng qua là để nhắc nhở chúng ta. Có nhiều khi chúng ta honest trong giây phút đó, nhưng mà hãy có thời gian suy nghĩ về cái người ta đốc vô, tháng sau ngu vậy, không nhận đại của mình đi. Tiền tới tay mà không biết nhận. Thời tôi coi chừng những cái xung quanh nó có thể nó tưới mình. Nhiều khi tâm mình thiện lắm, nhưng mà về nhà mình tình thiệt mình khai, mình nói bữa nay tôi lượm được của rơi, tôi trả người ta mà người ta không nhận. Bà vợ nói trời ông có khùng không? Không, hay là cái ông kia ông nói bữa nay người ta đem tiền tôi người ta trả, cái bà vợ ông nói ông có điên không, người ta trả mà trong đất của ông không có nhận, để biết đâu má chôn má quên nói cho ông nghe. Nghe cũng có lý, cái lên dành có tiền. Thành thử ra quý vị thấy tiền của vật chất thì đôi khi nó cũng có thể làm hư đi cái tâm tu. Cho nên nó ngày xưa là trong cái giới sa di á, các vị, tất cả các vị thọ sa di giới hay là bắt đầu vào tu thì cái giới thứ 10 là không nên cầm giữ tiền bạc châu báu, trừ trường hợp mình phải vì tam bảo mà giữ. Cho nên trong chùa là phải có một vị lo cái đó thôi, chứ không phải ai cũng được giữ. Tại vì không khéo á, thì cái tiền bạc nó sẽ lôi mình. Cho nên người xuất gia mà còn đi làm ngoài đời nó cũng hơi khó. Là bởi vì khi có tiền rồi thì mình nghĩ rằng mình không lệ thuộc tiền của Phật tử, của tín thí đàn na. Đôi khi mình cũng không có giữ được cái tâm tu mình nó trọn. Vì mình nghĩ tôi đâu có ăn của ai đâu, tôi làm tôi tiền tôi sống mà. Thành thử cái sự mà nhiếp mình trong sự tu tập nó cũng khó. Cho nên Đức Phật nói là mình có cái gì mình hưởng đó, mình enjoy, mình tận tâm với nó. Rồi cái thứ ba, con vịt đó, nó không có sát sinh. Chúng ta phải khởi tâm từ bi bình đẳng. Hôm nay á, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe ba cái điều về một con vịt. Thì Đức Phật là một bậc thầy, và cái đặc biệt của Phật là Phật nhìn gì Phật cũng có thể nói pháp. Phật nhìn con vịt nó sống, Phật cũng có thể đem ra Phật dạy chúng ta ứng dụng sống.
Phật thấy con sư tử năm điều, Phật cũng nói sư tử có năm điều và người tu chúng ta cũng có thể làm năm điều. Giống như Phật đi ngang với ngạ nan đến một bãi biển mà thấy con rùa nó rút hết sáu chi nó vô, khi con chó sói tới rình rập nó. Nó đằng xa xa nó thấy con chó sói đi tới là bắt đầu nó rút cái đầu nó vô, rút bốn chân nó vô hết, còn cái mu rùa con chó sói đâu có làm gì được. Rồi cuối cùng chó sói đi. Phật ngồi ở ngay bãi biển, Phật nhìn thấy hết á. Xong chó sói đi rồi Phật mới nói các thầy nên tu hành con rùa. Sáu chi đó là sáu căn của mình. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý của mình. Con chó sói đó là gì? Là những phiền não nó lôi, nó tới, nó cuốn dụ mình. Không khéo là nó cắn một chi nào của mình, cho nên mình thấy nó là mình phải rút. Cho nên mình ăn chay á, mình mới tập ăn chay thì mình chưa có thuần, thì mình bớt coi nghe, coi và nghe quảng cáo bún bò Huế 5 đồng một tô, ăn một tô free một tô. Trời, mình ngó qua đồ chay 10 đồng tô bún bò Huế có bộ ăn mặn sướng hơn ăn chay. Cho nên thưa đại chúng, cái mà Pháp Hòa muốn nói là Phật dạy chúng ta hãy hướng tâm và chú tâm cho đúng. Một khi chúng ta hướng tâm cho đúng rồi thì cái sự chú tâm của chúng ta nó cũng phải được miên mật như vậy. Mình đã quyết định trên con đường, mình đã hướng tâm thế này rồi thì hãy chú tâm cái đó làm cho nó đúng. Như là quý vị đã cắt ở đây, ai cắt vải may quần áo là biết. Hướng tâm đưa cây kéo vô cái miếng vải đó cắt là phải chú tâm cắt cho ngay. Nói chuyện rung tay là vải nó lệch. Hay thậm chí mình đưa cái mũi, đưa cái vải vô cái máy may đó là phải cầm vải cho thẳng, chân đạp mà cầm thẳng đi tới. Mà hễ mà dùng giường là may nó sẽ hư. Hay thậm chí đưa vải vô mà không căng nó ra cho thẳng thì may cũng không được. Rồi bây giờ mình nếu mình cắt nhầm cái vải nó trơn thì phải biết nương cái kéo như thế nào để nó không lệch vải. Và thậm chí mà mình cắt một cái vải nó quá dày, hay là chúng ta cắt giấy mà chúng ta gấp nó quá dày thì cắt một hồi giấy nó trề trại lệch. Tự mình phải biết mỏng dày để chúng ta cắt nó. Cái đó gọi là hướng tâm. Hướng tâm thì có thể có, nhưng mà chú tâm thì đôi khi chúng ta hơi yếu. Và vì vậy cho nên chúng ta khó tập trung mà tu tập. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mình tu á, mình hướng tâm là ăn chay, hay là mình hướng tâm tụng kinh, hay mình hướng tâm làm việc gì đó, thì phải chú tâm. Tại vì nếu không thì những cái xung quanh này có thể nó, mình hướng tâm cái chuyện gọi là không tham, nhưng mà người bên ngoài có thể tưới. Tại sao không lấy? Đồ free mà không lấy. Mất tâm liền. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh ngắn mà Đức Phật dạy. Và đồng thời cũng kết hợp với một câu chuyện là Đức Phật kể về mấy cô bán cá vậy đó. Thì chúng ta có thể dễ bị một cái tập nghiệp nào đó nó lôi mình. Thì dĩ nhiên là nghiệp thì nó có lành, có không lành. Thì nếu chúng ta tập được cái nghiệp nào lành và chúng ta sống với nó thì chúng ta vui. Còn có những cái mà thật sự những cái nhỏ nhỏ đó không có gì tội lỗi cả, nhưng mà khi chúng ta bị cái gì nó lôi thì chúng ta mất tự chủ, thế thôi. Cho nên cái ăn ớt hay là ghiền ớt, ghiền cà phê là chuyện rất nhỏ. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta có những cái như là nóng tánh. Hồi tối này có một em nhỏ, nó khoảng chừng 11 tuổi à. Nó mới gặp Pháp Hòa, nó hỏi là làm sao con có thể con control được cái anger của con. Thì Pháp Hòa mới hỏi nó là mỗi khi con angry á, con có nói sai không? Dạ có. Và mỗi khi nói sai thì con nghĩ cái gì? Con hối hận và đôi khi con muốn chết. Tại vì con nghĩ rằng con không có sửa được cái đó. Thì Pháp Hòa nói chết không phải là cái cách giải quyết. Bây giờ con muốn, con có quyền express cái disagree của mình. Pháp Hòa giải thích trước hết tại sao mình giận.
vì mình không có đồng tình với những gì người ta làm, nó trật ý mình giận. Chứ thật sự ra trong cái việc người ta làm không có chứa cái gì giận trong đó cả. Sở dĩ chúng ta giận buồn tức tối là tại nó không đúng ý mình thôi, chứ không có gì hết á. Chứ thật sự khi người ta làm việc đó, người ta đâu hề nghĩ là người ta làm gì để cho mình giận đâu. Nhưng mà tại vì người ta làm việc đó và nó không đúng ý mình giận. Mình có quyền phát biểu cái giận. Nhưng phát biểu trong khi chúng ta đang tức giận là chúng ta dại, là bởi vì chúng ta sẽ không nói được lời hay. Bây giờ cách là đi vô tìm một cái chỗ ngồi lắng xuống. Khi mình lắng xuống rồi, mình sẽ trở ra mình nói cái điều mình không đồng tình, không đồng ý. Nhưng bây giờ bằng một cái ngôn ngữ tĩnh lặng, chứ không phải là ngôn ngữ của giận hờn. Chỉ có cách đó thôi. Chứ đừng nói là tôi phải hô, tức là phải ráng dằn, phải nuốt trôi, không cần. Mình có thể phát biểu điều đó, nhưng không phải trong lúc giận. Tại vì trong lúc giận mà nói là luôn luôn bị chi phối bởi cái giận. Và những cái ý tứ mình muốn nói nó không còn đủ nữa, là vì cái giận nó che lấp hết. Quý vị nào mà nấu sữa đậu nành để là biết sữa nó vừa sôi thôi là phải tắt, để một cái nó trào là lao chết luôn. Có nhiều khi mình sơ ý trong một vài giây thôi, mình phải mất nguyên ngày để lao cả cái bếp. Còn nếu mà mình tắt lửa nó sớm thì mình đỡ cực. Thì thôi, thì Pháp Hòa có mấy điều muốn chia sẻ với đại chúng như vậy. Ở đây có vài câu hỏi. Xin Thầy hoan hỷ chỉ chúng con an cái tâm của các em teen đi học xa nhà. Các em sợ bị chết khi đi máy bay. Thật sự đây cũng là một cái tâm lý thôi. Tâm lý là nó hay đọc tin tức, thấy máy bay rớt, máy bay bị tai nạn, rồi từ 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 nó build up cái sợ hãi trong người của nó. Cái quan trọng là chúng ta biết làm sao để cho các em nó an cái tâm nó, là bằng cách là khi con lên máy bay, con đừng nghĩ gì mà con chỉ nhắm mắt, con thở và con, hoặc là mình giúp cho nó, con cầu nguyện. Có nhiều lúc mà đi máy bay mà máy bay nó rớt rồi nó nghiêng ngã, ai cũng sợ quá trời đó. Hồi đi xuống máy bay cái mấy bà Mỹ lợi gặp Pháp Hòa nắm tay, thank you, we feel blessed because you here. Thật sự ra tại vì quý bà thấy mình, quý bà nghĩ chắc Phật Chúa gì phù hộ, tại có nhờ ông thầy trong này. Nhưng mà mình nói bụng nó dạ không đâu, nếu có gì cũng cộng nghiệp như nhau. Thật sự không phải một cái chuyện rớt máy bay không, mà nó rất nhiều việc chúng ta sợ hãi trong cuộc sống của mình. Có nhiều khi có nhiều người có ăn nhưng mà vẫn sợ đói. Vì sợ đói cho nên non bụng rồi vẫn lấy mấy miếng bỏ túi. Nhưng mà mình biết là mình ăn không nổi, nhưng mà cứ sợ đói là phải để dành. Quý vị nào mà đi xa là sẽ biết, nhìn trong xe quá trời đồ ăn mà rốt cuộc đem về hết trơn. Ăn bao nhiêu đâu. Nhưng mà cái tâm lý sợ đói, sợ khát, sợ đủ thứ của mình là mình thủ đủ thứ hết. Vì chữ hiếu, nếu con quyết định ly hôn chồng về nhà báo hiếu gia đình mẹ và các em, làm vợ con quyết định như vậy có đúng không? Có thiệt thòi cho ba đứa con không? Cái điều này không nên làm. Đâu có ai vì chữ hiếu mà phải ly dị chồng. Nếu mà mình ly dị chồng mà mình sống không hạnh phúc thì cha mẹ khổ còn hơn. Thấy không? Cha mẹ nào cũng mong con mình có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Có thể là thà cha mẹ sống đơn độc hay là sống thiếu thốn, nhưng mà không thể cha mẹ suối biểu con ly dị mà để về lo cho cha mẹ, để rồi bỏ bê chồng con. Cái này không đúng đâu. Thì có thể quý vị đúng theo cái nhìn của mình thôi. Tôi làm vậy để tôi báo hiếu. Nhưng mà báo hiếu, coi chừng mình chỉ báo hiếu được cái vật chất mà chúng ta báo, chưa báo hiếu được cái tâm, cái lòng, cái khổ đau, cái lo lắng của cha mẹ. Cho nên cái hiếu là chúng ta sống như thế nào
ngoài cái chuyện lo cơm ăn áo mặc hàng ngày cho cha mẹ và còn làm cho cha mẹ cái tâm được an nữa. Giờ về nhà chăm sóc cho ba mẹ mà con mình không lo thì ba mẹ cũng bất an giống nhau, trừ khi nào mà cha mẹ đó không khoe, chỉ biết con mình thôi, à, con làm vậy đúng á, thì cái chuyện đó khác. Nhưng mà phần lớn thì cha mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này. Cho nên quý vị cũng không nên làm cái việc gọi là mình vì cái sự hiếu thảo mà mình ly dị. Cái điều là chúng ta có thể làm là chúng ta ngồi xuống, chúng ta bàn với nhau. Bây giờ cha mẹ em già hay là cha mẹ anh già yếu, vợ chồng mình làm sao chia ra để có thể chăm sóc cha mẹ. Cái đó mới là hiếu. Vừa trọn cái hiếu mà vừa trọn cái nghĩa. Có nhiều khi mình chỉ hiếu được với cha mẹ mà mình thiếu cái hiếu với chồng, với con. Vì chữ hiếu không có chỉ để cho mình đối với cha mẹ. Vì hiếu nghĩa là hảo, là tốt. Cũng giống như người đó có ăn mà luôn luôn biết chia sẻ, người ta gọi là người đó hiếu ăn. Khách tới nhà mình niềm nở, mình tiếp đãi gọi là hiếu khách. Vậy thì chữ hiếu không phải chỉ là con lo cho cha mẹ, mà chồng biết lo cho vợ cũng là hiếu. Vợ lo cho chồng cũng là hiếu. Con lo cho cha mẹ là hiếu, mà cha mẹ lo cho con cũng là hiếu. Mình là đệ tử Phật, mình sống sao mình đền ơn Phật là hiếu với Phật. Phật hiếu với mình rồi. Phật đã mở cho con đường chúng ta tu tập rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ còn tu tập như thế nào để làm cho cái lời dạy của Đức Phật được lan xa là hiếu. Cho nên cái hiếu đó là sự đối đãi tốt. Thì chúng ta phải đối đãi như thế nào để trọn vẹn cuộc đời của chúng ta có hiếu, có ân, có nghĩa, có tình, chứ không phải chỉ có hiếu. Mà nếu mà chúng ta chọn cái phần này thì chúng ta mất đi cái nghĩa vợ chồng. Nghĩa vợ chồng không có thì hiếu nó cũng không trọn. Rồi nhiều khi á, mình làm cho cha mẹ mang một cái lỗi là vì cha mẹ mà mình bỏ chồng. Cha mẹ mang cái lỗi, người ta trách phiền cha mẹ, thì hiếu nó cũng không trọn. Cho nên mình phải làm sao mà khi mình làm việc gì mình tư duy, mình quán chiếu. Và xưa nay chưa có ai làm việc đó cả. Luôn luôn là mình, trừ khi nào có những trường hợp là vì chồng khắc khe, vợ quá khắc khe mà mình không chịu nổi, khi mình lo cho cha mẹ thì cái người này có thể đi tới quyết định là ly dị để lo cho cha mẹ vì người chồng hay là người vợ không có đồng tình với mình. Thì nếu mà vị nào đã từng bị hoàn cảnh đó và mình đã đối đãi với người thân mình như vậy thì mình nên suy nghĩ và sống lại. Nếu một người chồng mình hiếu với cha mẹ thì có phải người chồng nó tốt không? Tại sao mình lại chống bán cái chuyện đó? Nếu người vợ mà biết thương cha mẹ, hiếu với cha mẹ, đó là người vợ tốt, đó là người con tốt. Mình sống trong một người tốt như vậy mình không thích sao? Nếu mà bây giờ ngược lại, nếu mà người con gái đó mà hất hủi cha mẹ mà người đó lại là vợ mình thì mình nghĩ gì về người vợ này? Trời ơi, cha mẹ ruột của bà mà bà còn hất hủi kiểu đó thì mình làm thứ gì? Cho nên nếu mình đã từng xử như vậy đối với chồng, với vợ mình, nên suy nghĩ lại. Tại sao con, vợ hay là chồng của mình thương cha mẹ, lo cho cha mẹ như vậy mà mình lại chống? Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đôi khi chúng ta chỉ thỏa mãn được cái ngã, cái muốn của mình mà chúng ta quên nghĩ cho người khác. Mà chúng ta vì nghĩ cho người khác cho nên cái tâm từ bi mình nó rộng, nó lớn ra. Nó rộng lớn ra và chúng ta luôn luôn sống bằng cái tâm niệm đó. Và quý vị cứ để ý ha, người nào sống bằng tâm niệm từ bi, ăn ngon, ngủ yên, sống chết tốt. Đức Phật dạy trong kinh, người mà có lòng từ bi có 8 cái điều lợi. Ăn được, ngủ được, được người thương, tiếng đồn xa, vân vân. Người mà sống không từ bi, sống như thế nào đó mà nó trật lất hết trơn thì cũng sẽ ngược lại hết. Người ta nhắc tới mình là ta bao nhiêu những lời lẽ không dễ thương như mình. Cho một người đệ tử cũng vậy. Một người đệ tử mà đi chống lại với thầy mình
Ví dụ mình không đồng tình, mình cứ lui, và trong cái im lặng nào đó. Còn nếu mình ra mình thì người ta, mình nói bao nhiêu những cái lời lẽ không hay thì người ta suy nghĩ, ủa, người này là thầy họ mà họ còn như vậy thì mình đang thú gì. Cho nên nếu ai đã từng làm khó dễ vợ hay chồng của mình, khi vợ chồng lo cho cha mẹ mà mình không đồng tình, mình buồn, mình trách móc, thì mình nên suy nghĩ lại. Thì mình được một cái người vợ như vậy là quý, được người chồng như vậy là quý. Có người nói rằng khi ngồi thiền họ thấy cảnh này cảnh nọ, như vậy là đúng hay sai của pháp ngồi thiền? Vì thấy cảnh tức tâm đã động phải không? Mà tâm động thì đâu phải ngồi thiền. Dạ, hỏi tức là đã trả lời. Thưa, ngồi thiền là chúng ta ngồi để lắng cái tâm, vì tâm chúng ta rất là lăng xăng. Nếu ngồi thiền mà để mong mình đi cảnh giới này cảnh giới kia thì mình chồng chất cái lăng xăng, chứ mình không có làm được gì hết. Đó là pháp thiền của ai thì không biết, nhưng mà thiền của nhà Phật thì không có cái đó. Thiền của Phật giáo là chỉ định tĩnh được cái tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm là nguồn cội của mọi pháp thiện hay bất thiện. Nếu tâm lắng thì bất thiện lắng, thiện pháp nó sanh. Cho nên người nào mà tâm lắng, lời nói, hành động, suy nghĩ của họ luôn luôn có tuệ giác, có chánh niệm, có an vui. Cho nên ngồi thiền không có để suy, để đi đâu hết á. Không có xuất hồn đi đâu mà không thấy cảnh gì. Mà nếu có thấy cảnh, cái đó Phật gọi là gì? Đó là ma cảnh hay là sắc cảnh. Bởi vì chữ ma này là gì? Không phải là ma quái gì. Chữ ma mà Phật muốn nói đây là sự lôi kéo, sự trở ngại, sự chướng ngăn chúng ta tiến tu chúng có gì cả. Ví dụ bây giờ mình ngồi thiền, mình thấy cảnh Phật, thì mình sẽ tự cao tự đắc rằng tôi đã tới cảnh Phật. Mình bị một vọng tưởng đó, nó làm điên đảo mình. Mình sẽ ra ngoài, mình nói tôi giờ tôi tu chứng rồi đó. Tôi chứng là tôi đã lên tới cảnh giới của Phật rồi. Nguy hiểm lắm. Mà người nào mà có khi gặp cảnh Phật vui quá cũng có thể phát không bình thường. Là vì sao? Vì mình ham thích cảnh Phật thì ma nó hiện cảnh Phật nó cho mình thấy. Rồi mình thấy cảnh giả đó mình tưởng là thật. Cho nên có nhiều khi người ta ra, người ta xưng người ta là minh sư, người ta là gì gì đó. Quý vị nhớ cái đó không phải đâu. Chẳng qua là trong khi họ ngồi, họ có lén chút gì đó, họ dính vào cái đó, họ nghĩ là họ đạt tới cảnh giới đó. Nhưng mà thật sự tất cả những cái đó chỉ là cái vọng tưởng, cái sắc cảnh trong khi họ ngồi thôi. Cho nên quý vị niệm Phật mà thấy Phật phóng quang xoa đầu đó, nếu có vui vui chút thôi ha, rồi thôi xả đó, đừng có ra ngoài nói nhiều quá. Trời ơi, tôi niệm Phật, Phật xoa đỉnh rồi đó. Nguy hiểm lắm. Tại vì nếu mà không khéo là mình trở thành cái đó, Phật dạy gì? Đại vọng ngữ. Có nhiều khi chưa chứng mà cho mình đã chứng. Chưa ngộ mà đã cho mình ngộ. Còn nếu không muốn nói là mình đã lạc, đi sai lệch rồi. Xin Thầy cho biết Ma Ha Tát là nghĩa gì? Chữ Ma Ha là lớn. Ma Ha là rộng lớn. Ví dụ mình tụng Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy đó. Ma Ha Bát Nhã là trí tuệ rộng lớn. Còn khi mình niệm Phật Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát thì cái câu này ý muốn nói là con xin đảnh lễ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là vị Bồ Tát lớn. Ma Ha là lớn, chữ Tát đây là âm, là nó chữ tắt của chữ Bồ Tát, chứ là Ma Ha Tát nghĩa là Bồ Tát rộng lớn. Nói theo tiếng Việt của mình là một vị Bồ Tát lớn. Thí dụ như thế là đây là một vị thầy lớn trong chùa này, tức là ý nó là senior monk, một cái leader, một cái senior monk, thì chúng ta gọi là thầy lớn, một vị thầy lớn, một sư anh lớn, một sư chị lớn. Thế đây vậy, Bồ Tát này là một vị Bồ Tát lớn, có hạnh nguyện rộng lớn cứu khổ.
Lớn này không phải lớn cái xác. Nó ma ha tát, quan âm ma ha tát là quan âm bự, thiệt là bự. Cái bự đó chỉ là bự cái, không phải cái size, mà bự cái hạnh, cái đức, cái tu. Cho nên nhiều khi người đó rất là nhỏ, nhưng mà người đó có trái tim lớn. Thì mình gọi người đó là gì? Là đại nhân đó. Thường thường ta nói dạ bẩm đại nhân. Ủa ổng con chút mà đại nhân gì? Thì thường ta nói đại nhân là gì? Là người có cái tâm, có cái chức lớn. Thì trong Phật giáo, chữ đại không phải là cái size, mà ở cái gì? Cái tâm lượng. Ví dụ ta nói hôm nay đại thí chủ tới cúng dường, không phải là bà đó đem cúng 50 ngàn, 100 ngàn, mà người đó đi cúng bằng cái tâm thanh tịnh là đại thí chủ. Cho nên chữ Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn. Mà Ma Ha Tát là mình nói âm theo cái tiếng Phạn, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nói theo tiếng Việt là kính lại vị Bồ Tát lớn là Đức Quán Thế Âm. Vậy thôi à. Thì đó là những câu hỏi của ngày hôm nay ha. Và cũng đồng thời là chúng ta kết thúc cái buổi sinh hoạt này. Thì một lần nữa xin cảm niệm công đức sư cô và trụ trì, quý Phật tử tại tỉnh Thất Hiền Như đã tạo duyên cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Và Pháp Hòa cũng xin cảm ơn đại chúng đã dành thời gian quý báu của mình tham dự một cái buổi sáng sáng sớm, phải nói là sáng sớm á. Lẽ ra giờ này quý vị là ngủ trễ vì cuối tuần, nhưng quý vị đã dành cái buổi sáng hôm nay để về chùa ôn tập lại những lời Phật dạy. Xin cảm ơn đại chúng và chúc nguyện đại chúng luôn được khỏe mạnh an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin dâng lời thất bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con đầy đủ duyên lành được thầy từ bi hứa khả về đây giảng dạy cho chúng con một thời pháp nhũ thật là quý báu. Chúng con nguyện tinh tấn tu hành theo lời thầy dạy và thành tâm tri ân thầy. Kính chúc thầy pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và mọi Phật sự viên thành như nguyện. Chúng con có một chút tịnh tài kính cúng dường lên thầy, xin thầy từ bi hứa khả để chúng con được ăn chim công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên thầy đã từ bi hứa khả cho chúng con rồi, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân thầy. Hơi lại Phật nha, chứ đại chúng hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật.